Xin chào tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với tôi. Thì ngày hôm nay Hưng sẽ mang đến cho anh em đó là những dòng dây loa của Mỹ nhé, những dòng dây loa bãi của Mỹ với cái công thức phải nói là cực kỳ hoàn hảo của những dòng dây high end đấy. Thì giá cực kỳ mềm, tiết lộ trước anh em là giá cực kỳ mềm cho một bộ dây high end như thế này. Thì trước tiên thì mình sẽ giới thiệu cho anh em qua đấy, cũng như là anh em nhiều anh em hay trêu là em toàn giới thiệu những cái loại dây bãi Nhật thôi, cho anh loại dây nào bãi Mỹ đi. Đấy, thì hôm nay em đã giới thiệu cho anh em một video dây loa bãi Mỹ hai em giá cực ưu đãi cho anh em. Thì anh em thể thấy ở đây là hai bộ, hai bộ em đã làm sẵn, mỗi vế 2,5 m, được DIY rắc bắp chuối cực kỳ chắc chắn xịn sò. Thì anh em ở đây thì em bọc sắc rắn hết rồi, rất là gọn gàng và đẹp đẽ. Đấy, thì bây giờ em giới thiệu qua cho anh em cái nguyên liệu để em làm ra hai cái bộ dây loa bãi này. Đấy, nó cao cấp đến cỡ nào mà em khen tấm tắc như vậy. Đấy, anh em thể thấy đây, đây em cho anh em xem mã. Đấy, nhiều anh em chơi âm thanh này anh em sẽ biết hai cái mã này. Đây là dây audio quét. Đấy, bản rocket 11 và rocket 22. Đấy, để hai bản khác nhau trong cùng một thương hiệu audio quét. Anh em thể thấy là ở bên trên dây gồm rất là nhiều mã khác nhau, Spectre Carbine rồi là Long Grip Cooper. Đấy, các cái mã này thì là nó anh em có thể là search trực tiếp lên mạng. Đây, để em quay gần từng mã cho anh em xem, có thể là anh em nào tò mò có thể là search trực tiếp lên mạng thì anh em sẽ biết được các cái công thức, các cái bản mà người ta sáng tạo ra cái đồng này. Đấy, công nghệ để người ta sản xuất ra đồng của cái dây dây audio quét Rocket 11 và Rocket 22 này. Anh em cứ search lên là audio quét Rocket 11 và Rocket 22 là nó sẽ ra cái dây loại dây này cho anh em. Và bây giờ em sẽ tuốt lõi để cho anh em xem và cho anh em phân tích cho anh em sự khác biệt giữa hai dòng dây của cùng một hãng. Đấy, thì nhìn bề ngoài thì khác mỗi cái mã. Đấy, khác mỗi cái mã 11 và 22 phải không? Đấy, và cái ký hiệu là công nghệ đồng. Đấy, giữa hai cái loại dây cùng một hãng audio quét này nó khác nhau ở cái công nghệ đồng nữa. Đấy, hai cái cùng một hãng nhưng mà lại khác nhau công nghệ đồng. Và bây giờ em sẽ tuốt ra để cho anh em xem chiêm ngưỡng về cái lõi của nó ra sao. Đấy, dây rất là mềm, anh em thể nhìn bên ngoài là nó tương đối giống nhau. Đấy, nhìn tương đối giống nhau. À, dây hoàn toàn mềm đấy anh em nhé, dây rất là mềm này. Đấy, dây rất là mềm. Bên trong này vỏ nó có một cái lớp vỏ ngoài cao su. Đấy, vỏ này thì đặc biệt là khi anh em đốt thì nó sẽ không bén lửa, nó vẫn cháy nhưng không bén lửa. Đấy, có nghĩa là nó không thành ngọn lửa anh em nhé, nó sẽ chảy ra thôi, nó không thành ngọn lửa. Đấy, và bây giờ em sẽ tuốt nó ra để cho anh em xem. Hai mẫu dây loa bãi Mỹ này là hai cái mẫu rất là hot, được rất nhiều anh em tìm kiếm. Đấy, và cho anh em những cái giải trầm, giải bass cực kỳ sâu và gọn gàng. Đấy, độ chi tiết rất là cao. Đấy, nó không phải là mạ bạc mạ vàng gì cả nhưng mà cái giá trị của nó đem lại thì phải nói là cái công nghệ đồng của cái hãng Audio Quest này nó tạo ra cái bộ dây loa, phải nói là cái công nghệ của nó còn đắt hơn cả vàng cả bạc. Đây, nhiều lúc mình cứ so sánh là vàng với bạc là cái kim loại đắt nhưng mà thực ra đồng, cái công nghệ nó tạo ra được cái sợi dây đồng mà để anh em có cái bộ dây loa cao cấp để dùng thì nó cực kỳ cao cấp và đắt tiền. Đây nhá, đây là hai cái dây cao su này thì không quan trọng, chúng ta có thể cắt đi. Đấy, khi tôi DIY tôi sẽ cắt đi cái dây cao su này, nó không quan trọng. Và đây là gồm mỗi bên một lõi đồng, mỗi bên một một lõi đỏ và một lõi đen nha anh em nhé, một lõi đỏ và một lõi đen, mỗi bên là hai lõi như này. Và tôi sẽ tuốt nó ra để cho anh em xem cái đồng nó trước. Đấy, đấy, đây nhá, đây là cái lõi đồng nó anh em này. Đấy, rất là đỏ và sáng. Đấy, cái công nghệ đồng nó mới là quan trọng anh em nhé, công nghệ để sản xuất ra cái đồng này mới gọi là quan trọng. Anh em có thể là
xem mã ở trên dây và anh em search trên mạng là ra được cái công nghệ đồng của nó sử dụng là công nghệ gì. Đấy. Và đây nhá, anh em nhìn bên ngoài, vòng nó xoáy về phía bên phải. Đấy, vòng nó xoáy về phía bên phải này, nó xoáy theo chiều này. Và bây giờ tôi sẽ bóc một lớp ngoài ra. Bóc lớp ngoài ra này. Đấy, bên trong nó còn một lõi nữa. Đấy. Bên trong nó còn một lõi nữa. Đấy, anh em thể nhìn rõ này. Một lõi cứng nữa. Đấy, nó xoáy ngược lại cái chiều ở cái vòng bên ngoài, ở cái lớp bên ngoài. Đấy, xoáy ngược chiều với cả cái lớp đồng bên ngoài nha anh em nhé. Cái công nghệ nó cao rất là tỉ mỉ. Cái nhằm mục đích là khử cái độ từ và kháng nhiễu để cho anh em độ ổn định cao nhất trong khi anh em dùng tín hiệu của dây loa nhá. Đấy là khử từ kháng nhiễu. Đấy là công thức để anh em có, để công ty nó sản xuất ra một cái dây loa nó tốt đến vậy. Và đây là con socket bao nhiêu nhỉ? Đây. Con này là socket 22 anh em nhá. Đều socket 22. Và bây giờ tôi sẽ tách socket 11 xem là nó khác những gì. Xem nó khác những gì so với socket 22. 11 thì có vẻ là bé hơn một chút nhỉ. Bé hơn một chút. Chút xíu thôi. Đấy, bây giờ tuốt ra. Đấy, tôi đã tuốt ra như thế này. Và cấu trúc ở bên trong nó vẫn vậy anh em nhé, vẫn vậy. Đấy, hai lõi, một đỏ, một đen. Đấy, và hai cái cao su. Đấy. Cắt bớt đi cho nó đỡ vương víu. Đấy, một đỏ, một đen. Và trên này nó có chiều mũi tên anh em nhé. Đây anh lấy led để... Đấy, có chiều mũi tên này. Đấy. Ở trên dây có chiều mũi tên anh em nhé. Đấy, ở trên dây này có chiều mũi tên. Đấy. Đây công nghệ rất là tỉ mỉ của nó. Ở trên con socket 22 thì trên vỏ ngoài có này, trên vỏ ngoài có mũi tên này. Nhưng ở bên trong thì không có anh em nhé, bên trong không có. Con 22 thì bên trong không có mũi tên. Đấy, chỉ có bên ngoài thôi. Và xem đồng bên trong của nó có những gì. Đấy. Cấu trúc đồng bên trong thì tôi thấy là nó gần như là tương đương nhau. Tôi sờ thử bên kia. Tôi thấy là 22 có vẻ là hơi cứng hơn một chút. Đấy, đồng của nó cứng hơn một chút. Nhờ độ mượt thì như nhau anh em nhé. Cái độ mượt khi anh em sờ vào. Đấy. Cảm giác sờ một cái loại đồng mà nó rất là mượt. Cảm giác như có một cái lớp gọi là dầu đấy. Cảm giác như có một lớp dầu để nó phủ lên trên. Đấy, sờ rất là trơn và mượt. Phải nói là công nghệ nó tạo ra những cái dây loa high-end cực kỳ cao cấp như này là rất là khó. Bên trong cấu trúc nó vẫn thế anh em nhé. Lớp bên ngoài sẽ ngược chiều với cả cái lớp bên trong, ngược chiều xoáy với cả lớp bên trong cùng. Đấy, một cái lõi gọi là kiểu như là đồng trục ở bên giữa đấy. Đấy, nó ngược chiều nhau để nó tạo ra cái kháng từ kháng nhiễu. Đấy, rất là tốt. Đấy. Anh em dùng những cái dây này thì nó rất là sạch sẽ này, tiếng chất âm nó rất là sạch sẽ, chi tiết. Đấy. Và ngoài ra thì nó còn cho anh em những cái giải bát, giải trầm cực kỳ sâu và gọn gàng. Anh em được không phải sợ nhòe nhá, không sợ nhòe đối với những loại dây cao cấp như này. Tiếng sẽ rất là lét. Đấy, từng góc cạnh rất là lét cái tiếng của nó. Đấy, bát trung chép rất là lét. Giải trung thì rất là bay nhá. Giải trung rất là bay. Đấy, nó đẹp. Giải trung đẹp. Lời ca tiếng hát rất là đẹp. Thì đây là ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em hai loại dây của thương hiệu AudioQuest bại Mỹ. Đấy, cái thương hiệu này thì bản này là bản Rocket 11 và Rocket 22. Hai bản này là hai cái bản đời đầu của công ty sản xuất nha anh em nhé. Hai bản đời đầu. Đấy, và tôi đã tìm kiếm được một ít đấy, để phục vụ cho anh em. Đấy. Thì anh em nào đang cần những bộ dây loa high-end cao cấp như này thì liên hệ cho tôi ngay. Đấy, tôi còn một vài bản ở đây. Đấy, bộ này là dài mỗi vế 2,5m, được DIY đầy đủ. Đấy, bắp chuối và sắt rắn. Rocket 11 thì có giá là 1.250.000 cho một bộ. Đấy, dài mỗi vế 2,5m. Còn Rocket 22 thì cao hơn một chút, đó là 1.450.000 cho một bộ, dài 2,5m. Anh em thấy là tôi làm rất là gọn gàng vào cho anh em. Về chỉ việc sử dụng, anh em về trải nghiệm trong vòng 5 ngày mà bảo là tiếng bát nó không được gọn gàng, nó không được sâu, bảo ngay lại với tôi gửi lại tiền cho anh em. Đấy. Đấy là cái uy tín của tôi mang đến cho anh em. Chơi là phải thích, chơi là phải hợp. Thì đấy nhá, đấy thì hôm nay tôi giới thiệu cho anh em hai bản dây loa bại Mỹ để cho anh em nào đang cần
những bản những cái tiếng bát tiếng trầm nó sâu thì anh em sử dụng những loại của Mỹ như thế này. Anh em liên hệ tôi ngay 0963411622, số điện thoại, địa chỉ từng chi nhánh và số tài khoản tôi để hết phần mô tả dưới video. Anh em tham khảo dưới video, ấn hiển thị thêm vào ra. Đấy. Mọi loại dây loa, dây AV, dây tín hiệu tôi đều có hết. Đấy. Không thiếu một loại nào. Ba chi nhánh của tôi, ba cái ở Hà Nội và một cái ở quận 7 Hồ Chí Minh. Đấy. Tổng cộng là 4 cái. Nhưng mà hiện nay là đang trong mùa dịch nên tình hình là chưa đón tiếp khách. Đấy. Bao giờ hết dịch, ngớt dịch, rất mong anh em đến thưởng thức chén tre để xem chiêm ngưỡng những bộ dây loa, những cái phụ kiện âm thanh cực kỳ tốt như thế này. Rất mong anh em đến chơi làm chén tre với em. Và video xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào tất cả quý vị, mong quý vị ủng hộ em những nút like, những nút đăng ký kênh. Hãy đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật những video mới nhất mà em đăng sẽ được thông báo đến tận link của anh em. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào.